Sự đại diện ở nha, ngày nay khi ông bằng hai nhân ở nha, tiếp tục chỉ muốn nâng cao configure switch Cisco, prompt script, chẳng nông cụm nông ngày nay cứ dương ở lô, dương ở xe, vì mà sân laptop, màu switch, dương đặt chmu ở switch, dương đặt password ở switch, hơi dương thưa cả lô mà sân xây tiết Internet một căn switch bỏ dưỡng bàn. Tỏ là dùng chập đoàn phương ca cu diagram. Chẳng dùng miền laptop như mũi xâm đạp phương ca connect một căn switch. Đi switch bọc nhóm VTP. Ní mà xin công tử. Ní xin công tử. Chẳng nhóm thôi dùng mách oi mà xin mùi ní ai sẽ cho switch như bán. Mà sân mùi ní, ai thay nét cho xuyên nhịp bán. Mà sân mùi ní, ai thay nét cho xuyên nhịp bán. Nhưng hay đám bay ai mà sân ní, ai cần nịch mò mà sân nhịp bán. Nhưng thật hợp sai cái này dưỡng, sai cần số dưỡng ấy. Nhưng dù sai cần số, nhưng trịt lưu viên mò. Hay dù ổ ấy, bị giảm phí. Lưu switch dưỡng dù cần số. P switch mà switch dừng vô crossover, dừng vô xài crossover. Chết máu. Chẳng P switch mà PC dừng vô xài này. Stay. Xài tiết máu. Chẳng đi. Ốt xong tốt. Chúng chọn mùi suy nghĩ đấy. Chẳng bị switch. Mà switch này, mà bị switch mà switch bị chạp tạm app hay. Bị switch mà computer cũng bị chạp tạm app này. Hay bây dương cần đích sai bị laptop mà switch. Bây giờ trên bộ khmau chẳng. Nghe thả laptop bỏ dương hay switch này. Ai cần đích ổn nha bảo này. Chẳng. Dương thưa cả bờ laptop bỏ dương ngó. Nè. Tò mò tiết dương connect chỗ. Dương vô desktop. Đầm mê connect chỗ đầm hay vô terminal. Ok. Chẳng bây viết chênh chẳng mê nê thá. Công tư bỏ dương connect chỗ switch dạy nè. Bây viết chênh mòi chẳng. Công tư bỏ dương nâng connect chỗ switch ba nấy. Nhưng nhầm sửa ra viết thông. Nhưng nhầm sửa ra viết lao thông tích. Sẽ về thông tin máu. Ok. Chẳng bề bề chênh chẳng về tha mà sân bò trước ai cần để chơi switch ba này. Những ok máu. Enter máu. Chẳng một to mà tiết dương phơ cá. Enable. Dương phơ cá. Enable. Enable switch, enable, hay enter. Tạo một tiết dương thưa ca configure, config terminal. Tạo mọi dương thưa ca đặt chung hội switch. Chấn switch ní. Chúng đặt chung hội về. Đặt chung thà switch. Bị mùi. Hay IP bỏ về chúng ta ơi IP nhưng còn nói IP bỏ sẽ nhận ở trên suy định mũi chúng ta IP chúng ta đọc cốt trịch mũi trịch mũi trịch mũi trịch bì rối là hơi buồn. Chúng ta switch này, chúng ta IP ấy. Xong tốt, computer, IP. Mở rồi, đọc cốt chạch mũi, chạch mũi, chạch. Mở rồi mũi, slash 74. Laptop này chúng ta IP. Đọc cốt chạch mũi, chạch. Mở rồi, slash 74. Nó. Chẳng mất.
Tỏ lấy em đặt cho mua switch. Chắc chắn mình sẽ đặt cho mua switch. Chẳng nhầm đặt cho mua switch, nhầm đặt cho mua host. Đó. Host name switch 1. Switch 1, hey, enter. Tóm chứ nạ đã chmu oi switch hay như đã password admin oi switch cho như enable secret hay như đã password này, password switch tóm chứ nạ đã password oi switch hay như đã password oi như đã password for tenants nè configure a password for tenants chẳng bây giờ tenant mà kiện thổ cam miền password chẳng line zone đọc ram tạo một tiếp password đặt chung một đàn đặt password đàn mà thờ ấy login cho p login thổ cam password nè made easy. Ta bình nhóm đã password rồi bây giờ thay nét mà hỏi nhưng thưa cả alo nè alo IP mà sân đại dương an ninh nháp ấy ác sẽ chỗ một căn switch đi bàn này chẳng á ác sẽ chỗ một căn switch bàn chẳng nhưng mà low IP đọc cốt chụp mũi chụp mũi chụp mũi rồi nâng đọc cốt chụp mũi chụp mũi chụp mũi mũi ai đã xem một căn switch đi ai telnet một căn switch đi bàn nè telnet chẳng IP access list standard tel hay permit đọc cốt chụp mũi chụp mũi đọc cốt chụp mũi chụp mũi chụp mũi dương permit mũi tiết đọc cốt chụp mũi chụp mũi chụp mũi mũi tạo máu dương easy hay dương apply đấy apply với asset bàn line yt zone đọc bàn tạo dương apply hỡi dương quay command tiết asset class thế là đó set in ai easy. Tỏ bị dương alo hỡi dương phương cá sáng IP address to the switch for management chứ như vậy in the fact we land để mùi IP address đọc code chật mũi chốt pi rồi slash pi hai phẩy tám để sắp đặt mắt pi hai phẩy tám chốt zone tạo mới những nô sản đó ấy những ý xin tạo mới những nhạc default gateway xịt món default gateway ấy IP default gateway đọc code chốt chọn mũi chọn mũi chọn pi há chọn pi há phèm pi há buồn chúng tôi pi há buồn ta mới dùng config banner nè configure mode banner banner mode kệ rồi auto set i i o sai set o
only thở ta mới dừng cái cái sit hay job yên w o cứ save thế còn một tiếp dừng cái cái configure IP nó lớn laptop nó lớn PC bỏ dừng cho dừng configure nè switch này dừng đạm án IP đọc code chọn mũi chọn mũi chọn mũi sắp đặt mắt PR phải ám chọn xôn kẹt với đọc code chọn mũi chọn phí hả buồn nó ok bật sân đi mà sân đi dương là sản IP đấy đọc cốt chọn mũi chọn mán nghe chưa chọn mà rồi mùi sắp nét má P2.5 chọn sồn chẳng default gateway đọc cốt chọn mũi chọn P2.4 và tôi mới tiếp về dương ở sản IP của nền hỏi dương thua ca ai ghế này dương thua ca telnet ở đó dương xa telnet nó dương bạc PC telnet thông bản pro hay telnet T-E-L NET cho những Thanet mà IP mà anh bây giờ những Thanet mà switch như chân ấy chứ switch với IP mà anh đọc cốt chụy mũi P rồi đọc cốt chụy mũi P rồi nè bây giờ Thanet cho món này khi chân chân ấy driving open authorize access only chẳng bị tiền tiền password chân ấy chẳng phải thử âm A O xôn xôn mùi chẳng nhưng chắc enable đâm bay enable switch nó chưa xoay xoay giấy chẳng cho password toàn điện âm A O xôn mùi ok chẳng ở bài dân tay ở bài dân dây tiền lỡ đà hỏi à lâu dân xa cho một switch đi cho connect bị computer này mà switch đoàn tiệt nếu tiêm tiệt cái check in a board về tiêm tiệt password chăng ấy âm a o xôn xôn mùi chăng xô ràng chăng ở quay dương dễ bạn đã hỏi cái dương bạn đã dương là lô ôi dương phép biệp ở xe vì computer mà switch đặt cho mọi switch đặt password ở switch hay dương ở low PC hay access một căn internet một căn switch bàn chẳng ở bài đề trong thì dễ cứ đào ở hỏi chẳng số một cuốn chán xem là ca tu sinh nào từ ô này.